Hello, thân mến chào các bạn. Ok, hôm nay Peter thực hiện một cái video này, hy vọng là trả lời cho các bạn một số cái thắc mắc, và chính Peter cũng cần phải có một cái sự rõ rệt về cái vấn đề này, đó là dùng những cái adapter mà Sony đã làm để cho chúng ta có thể gắn những cái ống kính mà A-mount, nghĩa là A-mount đó, vô cái dòng máy Sony mà có cái ngàm E-mount. Ok, thì Sony nó cho ra tới ngày hôm nay là bốn cái version rồi, LA, EA1, 2, 3 và 4. Thì nó gây ra rất là nhiều cái sự khó khăn, khó hiểu. Nhiều người không hiểu là phải mua cái gì, mua cái nào mà hợp lý nhất cho cái máy của họ đang có, và mua cái nào để dùng với những cái ống kính mà A-mount của họ. Thì Peter muốn giải thích cho các bạn cái sự khác biệt, và hy vọng là cái video này có đầy đủ cái thông tin để cho các bạn dễ hiểu hơn. Ok, trước mặt các bạn đây, đây cái hình này, nếu các bạn nhìn thì đây là cái hình mà của cái adapter LA-EA1, là cái đời đầu tiên của Sony ra. So sánh với lại kế bên nó là cái LA-EA3, thì thưa các bạn, hai cái này nó giống nhau và nó khác nhau cái gì? Hai cái này, hai cái mẫu này nó giống nhau là, thứ nhất á, là nó không có cái miếng kính translucent, ok, nó chỉ là một cái lỗ thôi, ánh sáng đi thẳng vô cái sensor, bên này cũng vậy, ánh sáng đi thẳng vô cái sensor, nó chỉ là cái lỗ, và cái ngàm này là cái ngàm mà để chuyển từ A qua E, và nó có những cái mạch điện, này là để cho nó hỗ trợ cái vấn đề khép khẩu, mở khẩu và cái vấn đề đo sáng. Còn ngoài ra, nó không có cái translucent mirror, ok. Nhưng nó khác nhau cái gì? Nếu mà các bạn nhìn trên cái hình này, nó khác nhau là cái LA-EA1 này á, cái hình cái chỗ mà ánh sáng vô nó nhỏ hơn, và bên này LA-EA3 là cái vòng ánh sáng vô lớn hơn. Cái này nó chế ra hồi ngay đầu tiên là cho những cái con sensor APS-C. Ví dụ như là cái dòng máy mà Next 5 là cái một trong những cái máy đầu tiên. Next 5 nó là cái con sensor APS-C, nó con sensor nó nhỏ. Và Next 7, Peter có cái Next 7 và hồi đó Peter có mua cái này để dùng. Ok. Thì cái lỗ này là cái lỗ hổ hở này để cho ánh sáng nó vô cái con sensor, nó chỉ có bao phủ đủ cái APS-C thôi. Sau này Sony nó ra cái LA-EA3 này với nó hỗ trợ full frame, cho nên cái lỗ mà ánh sáng vô đây nó bự hơn, nó bao phủ cái full frame. Lý do tại sao mà ngày đầu tiên nó ra cái LA-E1 mà nó không ra cái này? Lý do là tại vì hồi xưa chưa có cái dòng Sony A7 full frame. Chỉ có cái dòng mà Sony E-mount mà APS-C thôi, cho nên nó mới ra cái này. Và sau này nó ra cái Sony A7 á, thì nó phải chế một cái version giống như cái này mà bao phủ cái con sensor full frame, cho nên lý do tại sao nó ra cái LA-E3 này. Và hiện bây giờ các bạn không có thể mua cái LA-E1 này nữa, là vì nó discontinue rồi. Nếu các bạn mua thì các bạn mua cũ thôi. Nhưng mà bây giờ không ai mua cái LA-E1 này nữa, mà hầu như ai cũng mua cái này, là vì cái này có thể hỗ trợ cả những cái máy APS-C và kể cả tất cả những cái máy full frame, ok. Cho nên hiện bây giờ ở trên mạng mình vẫn có thể mua cái LA-EA3 này, nhưng mình không có thể mua cái LA-EA1 này, ok ha. Rồi, tiếp tục qua bên tới với cái hình kế bên này, các bạn nhìn thì đây là cái sự so sánh giữa hai cái adapter LA-EA2. Đây là số 2 và đây là số 4. Hai cái này nó giống nhau cái gì và nó khác nhau cái gì? Thứ nhất là nó giống nhau là hai cái này đều có cái miếng gương lật, nó gọi là translucent mirror. Ok. Như các bạn thấy đây, nó có cái miếng gương lật, và đây cái này cũng có miếng gương lật.
Thì cái miếng gương lật này là để nó hỗ trợ lấy nét face detect. Ok, nó lấy nét face detect ngay ở trên cái ngàm này. Và bên này cũng vậy, nó lấy face detect trên cái ngàm này. Cho nên các bạn thấy á, là cái cục adapter này nó gồ ghề, nó có nguyên cái phần bự đây. Hai cái này nó có hai cái phần bự đây, và tại vì hai cái phần này là cái motor, cái electronic và cái bộ phận lấy nét nó nằm ở trong phần này. Trong khi cái LAEA3, LAE1 này nó không có translucent mirror thì nó lại không có cái hai cái phần gồ ghề này. Tại vì nó không có miếng kiến, bên này nó có miếng kiến. Ok, hai cái này, cái EA2 với cái EA4 này nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau là như các bạn nhìn đây là cái lỗ mà phủ cái sensor này á, là nó nhỏ, và cái lỗ phủ sensor này, cái miếng kiến nó phủ sensor này nó bự. Cái LAEA2 này là hồi xưa nó ra cái này là để hỗ trợ cho những cái máy APS-C với con sensor APS-C nhỏ. Sau này nó ra cái dòng Sony A7 nó có full frame á, thì lúc đó nó mới làm ra cái version này có cái kính translucent giống như AE32 này, mà nó phủ cái con sensor bự hơn. Ok, cũng giống như bên này, hiện bây giờ mình không thể mua cái LAEA2 nữa tại vì nó discontinue rồi, và cũng không có ai muốn mua cái này nữa. Nếu mà có muốn mua cái adapter mà translucent mirror thì người ta mua cái LAEA4, tại vì cái này nó phủ luôn nguyên cái con sensor full frame. Dĩ nhiên là nếu mà mình gắn cái này vô cái máy APS-C sensor thì nó vẫn phủ tại vì cái sensor nó nhỏ hơn thì nó không có vấn đề. Nhưng nếu mình gắn cái này mà vô cái Sony full frame thì không được, là tại vì nó không có phủ đủ cái con sensor. Ok. Thì như các bạn nhìn đây trên cái hình này là bốn cái adapter mà Sony nó ra trong những cái giai đoạn vừa rồi, là 3 năm vừa rồi, thì nó ra là nó vì nó có cái giai đoạn máy thay đổi của máy của nó cho nên nó ra như vậy, và nó gây rất là nhiều cái sự cái những cái thông tin và những cái khó hiểu giữa những cái adapter nên mua cái nào. Thì hiện bây giờ đơn giản nhất là các bạn nên nhớ là mình không nên mua cái LAEA1 và mình cũng không nên mua cái LAEA2 nữa. Mà nếu mà mình có cần mua thì một là mình mua cái LAEA3 không có cái translucent mirror, hai là mình mua cái LAEA4 có cái translucent mirror. Và hai cái sự khác biệt nó như thế nào thì trong một vài phút kế này các bạn sẽ hiểu rõ nha. Rồi, hai cái hình này Peter sẽ đóng nó lại. Và Peter sẽ mở cái hình này ra. Hiện bây giờ chúng ta nên mua một là cái ở bên tay trái này là LAEA3, hoặc là chúng ta nên mua cái mà LAEA4 nó có cái miếng gương, và vì nó có cái miếng gương và nó có cái hỗ trợ face detection autofocus cho nên nó mới có một cái gù ở dưới đây. Và dĩ nhiên là cái cục này với cái cục này hai cái nó kích thước nó khác nhau. Cái thằng này nó nhỏ gọn hơn và cái thằng này nó có cái gù vì nó phải hỗ trợ lấy nét face detect. Ok. Cái giá hiện bây giờ trên mạng mà để mua cái adapter LAEA3 này là 199 đô, trong khi cái thằng này nó mắc hơn, nó tới 349 đô, là tại vì thằng này nó có cái translucent mirror và nó có cái bộ phận hỗ trợ lấy nét face detect. Đó là cái khác biệt, và đây là cái hình giữa hai cái so sánh cho các bạn coi. Rồi, bây giờ Peter sẽ lần lượt giải thích cho các bạn thêm những cái sự khác biệt của bốn cái adapter này. Như cái trang này, như cái bảng này nó cho các bạn thấy đây. LAEA 1, 2, 3 và 4, nó chia ra bốn cột, và đây là những cái giải thích và Peter sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ. Autofocus là lấy nét của cái LAE1 thì nó sẽ chấp nhận tất cả những cái ống kính mà có cái ký hiệu SM hoặc là ống kính có cái hiệu SSM ha để chụp hình. Nhưng khi mà mình quay phim á, thì nó không hỗ trợ autofocus. Ok, qua cái LAEA2 thì á, mình có thể dùng cái này lấy nét cho tất cả mọi ống kính. Lý do là tại vì cái LAEA2 này nó có cái translucent mirror. Nha. Rồi. LEA3 autofocus là nó sẽ hỗ trợ tất cả những ống kính SAM, SSM giống như cái thằng LEA1 này. Nhưng autofocus nó sẽ không có trong khi mình quay phim. Ha.
Qua cái LA4 là dĩ nhiên là nó hỗ trợ hết tất cả ống kính, nó available for all lenses, là tại vì nó có cái translucent mirror. Cho nên các bạn thấy là cái LAA2 và LAEA4, hai cái có cái translucent mirror, nó đều hỗ trợ hết tất cả lens. Ok. Cái hệ thống lấy nét là cái gì? AF system. Thì cái LAE1 này vì nó không có cái miếng kính cho nên nó chỉ hỗ trợ contrast AF thôi. Cái LAE2 này nó không có dùng cái hỗ trợ contrast AF mà nó hỗ trợ cái face detection ngay trên cái gù của nó. Nó có cái gù á, là tại cái gù đó là cái hệ thống mà face detection AF của cái gù đó. LAEA3 nó cũng hỗ trợ contrast AF thôi. LAEA4 nó hỗ trợ face detect là tại vì nó có cái gù. Nha. Format LAEA1 là nó hỗ trợ, chỉ có nó hỗ trợ APS-C sensor thôi, là tại vì hồi nãy Peter đã cho các bạn nhìn cái hình đó, cái lỗ mà để cho ánh sáng nó vô đó, nó nhỏ, nó chỉ có bao phủ APS-C sensor thôi. LAEA2 nó bự hơn, à nó cũng vậy, nó nhỏ, nó chỉ phủ cái APS-C sensor thôi. Nhưng tuy nhiên cái LAEA2 này nó có cái translucent mirror. Cho nên Peter mới nói các bạn là không nên mua cái LAEA1 và cũng không mua cái LAEA2 nữa, tại vì hai cái này bây giờ nó nhỏ lắm, nó phủ chỉ có APS-C sensor thôi. Mình nên mua LAEA3 hoặc LAEA4. Thì cái LAEA3 này nó support, nó bao phủ 35 mili full frame sensor, và LAEA4 này nó cũng phủ cái full frame sensor. Hệ thống chọn autofocus với lại nên lấy nét tay. Thì trên cái LAEA1 này á, là mình chọn cái AF MF ngay trên ống kính. Rồi, cái đó rất là dễ hiểu. Trên cái con adapter của LAEA2 á, mình cho những cái lens SAM á, thì mình chọn trên ống kính, mà cho những cái lens mà SSM á, mình có thể chọn trên ống kính hoặc là mình có thể chọn trên menu. Ok. LAEA3 mình chọn trên ống kính, và LAEA4 á, những cái ống kính SAM á, thì mình chọn trên cái lens, nó có cái nút để mình chọn ha, lấy nét AF MF. Còn nếu mà mình mua mình có lens và SSM á, thì mình sẽ chọn trên lens hoặc là trong menu. Ok. Available AF mode thì khi mà mình dùng autofocus mình có thể dùng những cái chế độ gì? Thì nếu mình dùng cái adapter LAEA1 mình chỉ dùng single shot được thôi. Nhưng nếu mình dùng LAEA2 thì mình dùng single shot autofocus, có nghĩa là lấy nét từng tấm, hoặc là mình có thể lấy continuous AF lấy nét nhanh luôn, continuous luôn, liên tục lấy nét liên tục. LAEA3 cũng vậy, mình chỉ lấy nét single shot thôi. Tại vì nó không có cái translucent mirror. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái LAEA4 á, mình có thể lấy nét single shot hoặc là mình lấy nét continuous. Ok. Dựa trên cái trang này, dựa trên cái bảng table này thì Peter hy vọng là các bạn cũng có một chút hiểu biết nha, sau cái giải thích của Peter. Thì hiện bây giờ á, các bạn cứ quên cái cột này đi, quên cái cột LAE1, LAE2 này đi, và mình chỉ có quan tâm tới cái cột LAEA3 và LA4 thôi. Thì hai cái khác nhau nó như thế nào để Peter giải thích lại kỹ lưỡng một lần nữa. LAEA3 nó không có cái miếng gương lập, nó không có cái translucent mirror. LAEA4 nó có cái miếng gương lập. Cho nên nó cái LA4 nó sẽ hỗ trợ hết tất cả những ống kính mà bạn mua AMOLED, kể cả những ống kính mà của hiệu khác, ví dụ như là Sigma, Tamron, hoặc là những cái ống kính Minolta cũ hồi xưa với cái ngàm A. Thì khi mà gắn lên cái LAE3E4 này là nó hỗ trợ lấy nét hết. Tuy nhiên nếu mà các bạn có những cái ống kính cũ quá xưa như là Minolta, hoặc là một số những cái ống kính AMOLED mà nó không có cái hệ SM hoặc là SSM, mà các bạn gắn vô cái LAEA4 A3 này đó, thì các bạn không có autofocus mà các bạn chỉ có manual focus lấy nét tay thôi. Nó chỉ là cái ngàm để mình có thể gắn cái ống kính thôi, tuy nhiên nó không có hỗ trợ autofocus nha. Thì cái khác biệt rõ rệt nó là như vậy.
Và với cái adapter LAEA3 này, các bạn sẽ dùng autofocus contrast thôi, các bạn không có face detect. Trong khi cái LAEA4 này nó có face detect. Nhưng để Peter ngừng ngay chỗ này và giải thích rõ ràng cho các bạn trước khi những cái bạn khác nhảy vô mà nói anh Peter nói sai. Không. Lý do là lúc mà Sony nó ra máy hồi xưa là trên con sensor của mirrorless á, nó chỉ có contrast AF thôi, nó chưa có face detect. Sau này cái dòng A7 nó mới bắt đầu nó có cái nó gọi là hybrid, hoặc là cái dòng mà Sony A6000 nó mới có cái hybrid AF. Hybrid có nghĩa là nó vừa có contrast và nó lại vừa có face detect trên đó, thì lúc đó nó lấy lấy nhanh hơn. Ok. Và lát nữa Peter giải thích cho các bạn là tại sao bây giờ rất là nhiều người người ta mua cái LAEA3 hơn là cái LAEA4. Lý do là tại vì một số cái máy sau này, từ cái dòng mà A7 trở đi cho tới ngày hôm nay, và một số những cái dòng mà Next, ví dụ như là A6000, thì nó đã có hybrid, nó đã có face detect, cho nên họ không cần mua cái adapter có cái miếng gương translucent nữa, mà họ dùng cái face detect ngay trên con sensor rồi, thì họ chỉ cần gắn cái adapter này vô, ánh sáng nó vô con sensor và con sensor nó lấy nét luôn, tại vì trên con sensor nó có face detect. Ok ha, rồi, hy vọng là các bạn hiểu cái mà Peter mới giải thích. Nó rất là khó để Peter giải thích, nhưng mà hy vọng là lát nữa vô những cái phần trình bày kế các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Cái format thì dĩ nhiên là hai cái này nó hỗ trợ full frame sensor ha, mình dùng cái thằng này tại vì nó phủ cái con sensor full frame. Ok, rồi Peter đóng cái này lại và Peter sẽ vô cái phần cho các bạn thấy lý do tại sao và những cái máy mà các bạn hiện có bây giờ, hoặc là các bạn muốn mua những cái máy cũ để dùng với những cái ống kính mà AMA của các bạn, thì các bạn nên chọn như thế nào và phải chọn cho kỹ lưỡng. Để mà mình đừng có mua cho nó sai và mình mua cho nó đúng đồ để mình xài cho nó đúng. Thì hiện bây giờ cái Sony Alpha A6000 là một trong những cái máy hot nhất trên thị trường, và kể cả trên thế giới nó bán nhiều nhất với cái giá tiền của nó và với những cái độc đáo của nó. Thì cái độc đáo của cái thằng Sony A6000 này, thứ nhất là nó chỉ là cái con sensor APS-C thôi, nhưng mà cái con sensor rất là đẹp. Nhưng mà cái hay của nó là một cái hệ thống hybrid AF và nó có 179 điểm face detect, cho nên nó lấy nét rất nhanh. Và vì nếu mà các bạn nào đang có cái A6000 này và các bạn đang có cái face detect AF ngay trên con sensor rồi á, thì các bạn không nên mua cái adapter có cái miếng gương nữa, đúng không? Tại vì nếu mà các bạn mua cái adapter mà có miếng gương thì các bạn lại không có dùng cái 179 cái face detect này, mà các bạn chỉ dùng có 15 điểm face detect của cái adapter thôi, thì cái đó là vô lý. Cho nên nếu các bạn có A6000 thì các bạn mua LAEA3. Nhưng với điều kiện là nếu các bạn mua LAEA3 thì các bạn chỉ dùng được một số ống kính thôi, nhưng các bạn không có dùng những ống kính cũ. Nhưng nếu các bạn nào có những cái ống kính cũ như là Minota hoặc là những cái ống kính mà KZ hồi xưa, đời xa xưa, ví dụ như là 85-14 hoặc là 135-18 mà Peter cũng đã một thời gian có. Nếu các bạn dùng những cái ống kính đó, là những cái ống kính nó không có SEM và nó cũng không có SSM á, thì lúc đó các bạn lại phải dùng cái adapter LAEA4 để hỗ trợ lấy nét, còn không thì không có lấy nét được. Ok. Thì nếu các bạn có máy chụp hình hoặc là đang có dự định mua một cái máy Sony mà các bạn nhìn, mà nếu mà cái Sony các bạn mua mà có autofocus mà face detect rồi, thì các bạn có thể dùng cái LAEA 3. Ok. Như Peter đây, hiện bây giờ Peter đang có cái Sony A7 II, thì cái đó có cái face detect rồi, thì Peter mua cái LAEA3, và Peter cũng đã mua rồi, thì hai ngày nữa nó về để Peter dùng với lại cái ống kính AMOUND mà Peter mới mua. Ok, kế tiếp đây là cái máy Sony A7 mà Peter cũng rất là yêu thích, và Peter đã chụp cái máy này từ hồi nó ra ngày đầu tiên. Sony Việt Nam đã đưa cho Peter làm test trải nghiệm trong vòng tháng trời, và Peter bắt đầu rất là yêu thích ngay từ đó, là không có gì chê được. Thì với cái Alpha A7 này,
Nó cũng có cái hệ thống nó gọi là Fast Hybrid Autofocus. Và cái điểm lấy nét face detect nó là bao nhiêu để video chạy xuống. Đây, autofocus point của nó. Thì trên cái thằng Sony A7, nếu các bạn nào mà mua cái A7 bây giờ mua cũ thì khá rẻ, thì các bạn đã có face detection 117 điểm và contrast detection 25 điểm. Với cái face detection 117 điểm này trên cái con sensor rồi, thì các bạn có thể mua cái adapter 3, LAEA 3 là các bạn dùng được rồi, lấy nét nhanh. Không cần phải mua cái LA 4 với cái miếng gương nữa để làm cái gì. Với điều kiện là các bạn muốn dùng những cái ống kính xa xưa. Nha, ok. Vô cái thế hệ 2, Sony A7 Mark II là cái này là hiện bây giờ là cái máy mà Peter đang dùng. Thì cái hệ thống lấy nét autofocus của cái A7 Mark II này nó khác cái A7 một như thế nào? Nó khác, nó không có khác về cái điểm, cái số điểm vẫn là 117, cái số contrast detection là 25, tuy nhiên nó nhanh hơn cái A7 20-30%, lấy nét nhanh hơn vì nó xử lý nhanh hơn, cái bộ xử lý nó mạnh hơn. Chọn cái điểm lấy nét của nó cũng chỉ bằng cái thằng A7 thôi, A7 nó có 117. Đây các bạn thấy đây 117 và contrast detection 25, cái A72 cũng vậy. Nhưng mà nó khác biệt là nó lấy nét nhanh hơn cái A7 vì cái bộ phận xử lý lấy nét của nó nhanh hơn. Còn điểm lấy nét của nó bằng nhau. Thì cái thằng A72 này là cái mà Peter đang xài và mua cái LAEA 3 dùng là rất là ngon. Hôm qua Peter có đi cà phê và Peter cũng đã dùng cái LAEA 3 của một người bạn trên cái ống kính của Peter và lấy nét tuyệt vời, không có gì trở ngại cả. Vì trên cái con sensor của A7, A7 Mark II và A7 đã có những cái điểm lấy nét face detect rồi, cho nên mình không có dùng những cái face detect của cái adapter nữa. Ok ha. Tiếp tục qua cái A7R, cái này là đời 1, A7R đời 1. Cái này á, là cái mà lý do tại sao một số người phải mua cái LA 4. Lý do là tại vì như vậy. Để Phi đã chạy xuống cho các bạn coi. Autofocus của cái A7R đời 1 á, nó chỉ có contrast detect thôi. Nó không có face detect ở trên cái con sensor. Cái đời đó, lúc đó Sony nó làm ra cái con sensor, nó chưa có bỏ cái face detect lên cái con sensor được. Vì một lý do, đó là tại vì cái A7R nó không có cái AA filter. Ok. Và vì nó không có cái A filter, ngay cái thời điểm mà nó ra cái máy này, nó không có bỏ cái hybrid AF vô được. Nó không có bỏ cái face detect vô được, mà nó chỉ có contrast detect thôi. Và vì với cái contrast detection này trên cái máy này, cho nên một số người mà mua cái máy này mà muốn dùng những cái ống kính AMOLED của họ, thì họ bắt buộc phải mua cái LAEA 4. Và lúc đó là Sony nó ra cái LAEA 4 là hầu như là để nó hỗ trợ cái này A7R. Tại vì trên cái adapter LAEA 4 nó có cái translucent mirror và nó có cái hệ thống lấy nét ở ngay trên cái gù á, hồi nãy các bạn thấy cái gù nó bự á, đó là cái gù hỗ trợ lấy nét face detect thì mới nhanh được. Còn nếu không thì nó rất là chậm. Ok ha. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi khi năm vừa rồi Sony nó giới thiệu cái Alpha A7R Mark II và cái máy này thật là một cái máy tuyệt vời. Tuy nhiên Peter không mua là tại vì Peter cũng happy với cái A72 rồi. Nhưng cái A7R Mark II này nó là một cái máy mà đỉnh đỉnh nhất và nó thắng hầu hết là 95% những cái giải trong năm vừa rồi. Thì cái này nó độc đáo như thế nào? Nếu mà Peter đi xuống cho các bạn coi thì nó độc đáo là đây, không không cần đi xuống nữa. Nó có 399 điểm face detect ở ngay trên cái con sensor. Nó phủ hết 90% trên cái con sensor này bằng 399 điểm lấy nét. Cho nên cái hệ thống lấy nét của cái máy này, tuy nó không có cái miếng gương, nó là mirrorless, mà nó lấy nét nhanh hơn tất cả mọi thứ máy trên 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 thị trường hiện bây giờ. Nói riêng về mirrorless và nói chung chè nó hơn hẳn một số máy DSLR luôn. Đây, để Peter nhảy xuống autofocus. Các bạn thấy nó có 399 điểm face detect và 25 điểm contrast detect. Cho nên
Khi mà năm vừa rồi Sony nó ra cái máy này á, là hầu như ai cũng nhảy vô mua cái LAEA3 hết. Tại vì họ muốn dùng cái LAEA3 để dùng với tất cả những cái lens mà AMA của họ. Và họ dùng cái 399 điểm lấy nét này ngay con sensor để lấy nét. Và cái kết quả là tuyệt vời, rất là nhanh. Hôm qua Peter uống cà phê, Peter gắn cái lens của Peter vô cái máy của Peter là A72 với cái adapter LAEA3, và Peter chụp lấy nét thì Peter cảm thấy là ok, chụp được lấy nét không phải là nhanh lắm. Nhưng khi mà người bạn của Peter gắn cái máy A7R2 này vô thì Peter và tất cả mọi người ngồi ở đó ngay ngay điểm đó là phải công nhận là cái lấy nét nhanh nhanh hơn rõ rệt, hoàn toàn rõ rệt. Rõ rệt đó là không phải là cái adapter, mà rõ rệt đó là tại vì cái máy này nó có 399 điểm face detect lấy nét. Ok. Và đây cũng là một trong những cái lý do nếu mà người nào muốn dùng những cái ống kính A-mount mà muốn lên đời máy thì lên đời cái máy này. Và Peter cũng sẽ lên đời cái máy này một trong một hai tháng kế, nhưng mà nếu mà Peter đợi được nữa thì có thể Peter đợi cái version kế nó ra. Nhưng mà đây là một trong những cái điểm mà độc đáo của cái máy này. Ok. Đây là cái hình thù mà LAEA3 cho các bạn thấy đây. Nó hiện bây giờ đang bán là 198 đồng. Và với cái hình đó các bạn thấy nó chỉ là cái lỗ hổng thôi, nó không có cái miếng gương và nó không có cái gù dưới đây, nó rất là nhỏ gọn. Và cái mic cái adapter này là một trong những cái adapter bán chạy nhất hiện bây giờ, và chính Peter cũng đã mua một cái. Ok. Đó, nó cũng không có là cái gì hết, nó cũng chỉ là một cái adapter và nó có cái mạch điện đây để mà nó cho hỗ trợ mình khép khẩu, mở khẩu và hỗ trợ cái auto exposure thôi ha, lấy ánh sáng đo sáng thôi. Ngược lại á, cái đây là cái hình Sony LAEA 4. Cái giá của nó mắc hơn 348 đô lận. Ok, nhưng nếu các bạn nhìn đây nó có cái miếng gương. À, miếng gương lật. Nó translucent và nó có cái gù bự hơn. Cái gù này là cái hệ thống mà nó gọi là built-in AF model, nó nằm trong này nè. Để mà nó lấy nét. Tuy nhiên, cái thằng này nó chỉ cho mình 15 điểm face detect thôi. 15 điểm thôi. Ok, nhưng mà lợi cái lại thằng này nó mình sẽ có thể dùng hết tất cả những cái lens trên thế giới, trên thị trường mà gắn A-mount, kể cả những lens cũ đời xưa. Trong khi á, cái thằng Sony LAEA 3 này á, mình chỉ dùng một số ống kính thôi. Với những cái ống kính cũ á, mình gắn vô cái thằng này mình chỉ được lấy nét tay thôi chứ không có autofocus. Cái difference là như vậy. Cho nên cái câu hỏi là nếu mà các bạn có nhiều ống kính xưa thì các bạn nên mua cái này. Nhưng các bạn chỉ có những cái ống kính mà SAM với là SSM á thì nên mua cái này. Như Peter mua cái này là tại vì Peter không có những cái ống kính quá xa xưa. Tất cả những ống kính mà A-mount mà Peter có và đang tính mua đó đều có cái supersonic motor trong đó hết. Cho nên dùng cái face detect ở trên cái con sensor của máy ảnh để lấy nét là ngon rồi. Ok ha, đó là hai cái khác biệt. Rồi, đây là cái lens mà Peter mới mua. Lý do tại sao Peter mua cái này và Peter dùng cái LAA3 này, ok, để hỗ trợ những cái giải thích, thì các bạn thấy là khi các bạn mua những cái ống kính A-mount hoặc là các bạn có ý định đang tìm những cái ống kính A-mount rẻ để mua thì các bạn để ý nếu mà cái ống kính mà nó có cái supersonic wave motor SSM này á thì các bạn dùng cái adapter AE3 này là tốt nhất trên cái dòng A7 hoặc là A6000. Lấy nét rất là ok, nhanh. Ok, không có gì vấn đề gì phải lo hết. Đây là một trong những ống kính mà dùng tốt với cái AE3. Cái Sony 24 Kansai này, A-mount này rất là ngon. Cũng có supersonic motor. Cái này có thể dùng với adapter này. LAEA3. Tuyệt vời. Ok. Cái lens 16-35 Kazile Variosona này là huyền thoại của cái dòng A-mount hồi xưa. Hiện bây giờ nó vẫn còn bán và một số người cũng vẫn mua nó. Cái này cũng dùng cái LAEA3 được là tại vì nó là supersonic wave motor, không cần cái translucent mirror.
Cái lens này cũng là một trong những cái lens huyền thoại trong cái dòng mà gọi là lens Trinity á, là ba cái ống kính á, 16-35, 24-70, f/28, T-Star Variosona Quasar Lens. Cái lens này cũng là một trong những cái lens mà độc đáo của dòng Amount, và dĩ nhiên là cái lens này nó có supersonic wave motor để mà các bạn dùng. 70-200 là một trong những cái lens mà trong cái Trinity luôn. 2.8 nó có cái SSM, ký hiệu nó có sẵn ngay trên này luôn. Thì cái lens này mình mua dùng với lại cái LEA3 là ngon lành. Cái lens này, cái lens Sony 50F14 Alpha Amount này, nó không có phải là lens SSM mà cũng không phải là lens SAM. Cho nên nếu mà các bạn muốn lấy autofocus, cái lens này muốn lấy autofocus thì các bạn phải mua cái adapter 4 để lấy autofocus. Còn nếu mà các bạn không mua cái adapter 4 á, thì các bạn gắn vô cái adapter 3 á, thì nó chỉ cho các bạn cái ngàm gắn thôi, còn các bạn phải lấy nét tay. Và các bạn nhìn đây nè, cái kiểu design này là cái kiểu design của ống kính Minolta hồi xưa. Khi mà Sony nó mua lại á, là nó bắt đầu nó chuyển qua Sony, nhưng mà cái này là cái design kiểu mà Minolta. Nếu mà các bạn mua những cái ống kính mà các bạn thấy cái miếng mà miếng kính nhỏ mà ngay cái window này nè, ngay cái cửa sổ này mà nó giống vậy á, là các bạn biết là nó là cái loại ống kính hồi xưa và nó không có cái supersonic motor trong đó. Ok, đây cũng là một trong những cái ống kính mà Peter nói, đây là cái ống kính, là cái cửa sổ nó giống như vậy. Cái này cũng giống như cái hồi nãy, không có dùng với lại cái LEA3 được mà phải dùng cái LEA4, vì cái ống kính này là một trong những cái ống kính Amount đời xưa, thời mà nó để lại của Minolta, không có cái supersonic motor và nó không phải là ống kính SAM. Cái này cũng vậy, như các bạn thấy là cái window nó cũng giống, ba cái window nó giống nhau, 1, 2, 3, ba cái này đều phải. Nếu mà các bạn có ba cái ống kính này, các bạn muốn có autofocus thì các bạn phải mua cái LEA4. Còn nếu mà các bạn gắn vào cái LEA3 thì các bạn chụp được nhưng mà lấy nét tay. Cái lens này cũng vậy, Sony 35 này cũng vậy. Như các bạn nhìn đây, cái cửa sổ nó cũng ná giống những cái cửa sổ kia. Và cái này cũng phải lấy nét tay nếu mà gắn lên cái LEA3. Nhưng nếu gắn lên cái LEA4 sẽ được lấy nét autofocus face detect 15 điểm. Cái lens này là một trong những cái lens feeder cũng đã có và cũng đã chơi qua rồi. Cái lens này cũng không có gắn lên cái LEA3 được mà phải gắn lên cái LEA4 để lấy nét autofocus. Nếu mà mua cái lens này mà dùng với lại cái máy của mình mà gắn lên cái LEA3 thì sẽ lấy autofocus bằng tay. Cái lens này cũng là cái lens feeder cũng đã từng có và cũng đã bán rồi. Bán rồi nhưng mà tới ngày nay feeder cũng rất là tiếc, là tại vì cái lens này một trong những cái lens feeder rất là thích vì nó rất là cá tính. Nó là 135F18, hiện bây giờ tới ngày hôm nay cũng không có địch thủ vì nó quá đẹp và nó quá sáng và chụp nó độc đáo lắm. Tuy nhiên nó rất là nặng, nó rất là to. Nếu các bạn có cái lens này mà muốn dùng với lại cái dòng máy A7 á, mà muốn lấy nét autofocus thì các bạn phải dùng cái LE4 chứ không có dùng cái LE3 được. Ok, rồi, tới đây thì chấm dứt cái video này, nó hơi khá dài. Tuy nhiên, và Peter cũng hơi mỏi miệng giải thích. Thì tuy nhiên là hy vọng các bạn hiểu rõ về những cái adapter. Và khi các bạn chọn adapter thì nên chọn những cái như thế nào. Và khi mình chọn cái adapter mình mua rồi và mình chọn một số ống kính để mình mua. Có nhiều bạn bây giờ muốn mua những ống kính cũ mà Amount để dùng, thì mình phải biết là cái ống kính đó dùng với cái adapter nào là để nó hiệu quả nhất. Thì bây giờ để recap, để tổng lược lại hết tất cả những cái mà Peter đã giải thích. Nếu các bạn đang có A6000 hoặc là đang muốn mua A6000 thì các bạn có thể mua LEA3 không có cái miếng gương. Và khi các bạn mua cái LEA3 đó thì các bạn có thể chọn những cái ống kính mà ngàm Amount
có supersonic motor hoặc là những ống kính SAM thì các bạn hoàn toàn dùng với lại cái ngàm số 3 đó hỗ trợ autofocus ngon lành. Nếu các bạn có cái A7 version 1, cái máy Sony A7 version 1 thì các bạn cũng có thể dùng cái LAEA 3. Với điều kiện là các bạn chỉ có mua những cái ống kính SAM hoặc là những ống kính SSM thôi. Tuy nhiên nếu các bạn muốn dùng hơi với hết tất cả những ống kính I-mount thì các bạn nên mua cái LAEA 4 để nó hỗ trợ lấy nét autofocus hết tất cả những ống kính đó. Nếu các bạn có cái A7-2 giống như Peter thì các bạn cũng giống như cái A7 Peter mới giải thích đó, mua cái LAEA 3 nếu dùng với lại tất cả những ống kính SAM, SSM. Mua LAEA 4 nếu các bạn muốn dùng với những cái ống kính cũ xa xưa và kể cả cái ống kính mà trước mặt các bạn đang thấy đây 135 hoặc là 85. Đó, như hai cái ống kính này các bạn phải dùng LAEA 4 để lấy nét autofocus. Nếu các bạn có cái A7R version 1 thì các bạn không thể nào dùng cái LAEA 3 được mà bắt buộc phải dùng cái LAEA 4 để lấy nét autofocus. Ok. Nếu mà các bạn dùng cái LAEA 3 thì các bạn hoàn toàn lấy nét tay hết, không cần biết ống kính nào các bạn gắn vô cũng đều lấy nét tay. Nếu các bạn có cái A7R Mark II là cái máy mới nhất trên thị trường bây giờ và cái A7S Mark II cũng vậy. Nếu các bạn có hai cái máy version mà Mark II đó thì các bạn hoàn toàn có thể dùng LAEA 3 và lấy nét cực kỳ nhanh. Vì nó hỗ trợ 399 điểm face detect ngay trên con sensor rồi, mình không cần mua cái LAEA 4 nữa. Tuy nhiên nếu các bạn muốn dùng những cái ống kính xa xưa thì mua LAEA 4 để dùng những ống kính đó. Ok, rồi tổng kết đó là những cái giải thích và hy vọng. Một lần nữa, các bạn đừng có chê là Peter nói chuyện dài dòng quá, nhưng mà vì cái này nó quá là khó hiểu và Peter cũng muốn làm một cái video giải thích cặn kẽ, và nếu các bạn nào nghe cái này không hiểu thì có thể dùng cái này làm tài liệu và nghe tới nghe lui nghe qua cái lại, và bạn nào có những cái câu hỏi mà đặc biệt về cái ống kính nào có thể message Peter ngay trên Facebook để Peter trả lời là cái ống kính này mua cái adapter nào dùng cho nó. Ok ha, rồi thân mến chào các bạn.